Nhân Dũng xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang xem chương trình phát hình của Đài Sài Gòn Network. Và hôm nay đặc biệt, chúng ta có một buổi thảo luận, hội luận nói về một cái vấn đề mà nó rất là quan trọng trong con người của chúng ta cũng như trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thường có câu cái răng, sợi tóc là gốc con người. Nhưng mà thật sự, nó không phải là chính. Quý vị biết cái chính là cái gì không? Cái chính là con mắt. Và hôm nay trong phần hội thoại ở đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đặc biệt là ba vị bác sĩ chuyên môn về nhãn khoa. Trước hết xin được giới thiệu bác sĩ Hải. Xin chào quý vị. Dạ. Bác sĩ Hải là một bác sĩ đã huấn luyện cho hơn 500 bác sĩ về mắt khắp nơi trên thế giới về phương pháp AutoCare, mà gần đây thì quý vị đã thấy quảng cáo trên truyền hình về phương pháp này. Và đó là bác sĩ Hải từ thành phố San Diego thuộc tiểu bang California. Và bên cạnh là chúng ta có hai vị bác sĩ cũng chuyên về nhãn khoa, đó là bác sĩ Hiếu. Và bác sĩ Hiếu thì hơn 10 năm kinh nghiệm, giảng viên của trường đại học về nhãn khoa, là một trong 103 nghiên cứu sinh quốc tế về mắt. Và kế đó là bác sĩ Trương Thanh. Bác sĩ Trương Thanh cũng hơn 10 năm kinh nghiệm, là giảng viên của trường đại học về nhãn khoa, chuyên gia chữa bệnh về mắt. Trước hết xin được hỏi ba vị bác sĩ, thông thường á thì con người mình chẳng hạn như có người thì bị cận thị, có người thì bị viễn thị, nhưng mà làm sao chúng ta phân biệt được giữa cái cận thị và cái viễn thị? Xin mời bác sĩ Hiếu á. Khi mình cận á, mình cần phải mang một cái kính để nó giúp mình thấy đường, hoặc mình có thể mang một cái soft contact lens, hay mình có thể làm LASIK gì để nó giúp mình tạo lại con mắt nó bình thường để cho mình giúp mình thấy. Khi mà một người bị cận á, thì thường thường nó gom lại ba phần, là một độ cộng, độ trừ hay là độ loạn thị. Khi mình lớn tuổi đó thì mình cần cái kiến gọi là đọc sách. Tại sao? Vì cái kiến đọc sách đó nó làm con mắt mình nó nhẹ độ lại, để khi mình đọc sách nó không có căng thẳng thì nó giúp mình đọc sao nó rõ thôi. Nhưng mà đúng ra thì cái cận nó chỉ có ba phần là cộng, trừ với loạn thị thôi. Thì khi mình bị cận đó là cái chứng bệnh, và cái chứng bệnh đó là mình cần phải chữa. Nếu mình không có chữa đó thì đương nhiên rồi, cái sinh hoạt của mình nó không có được tốt vì mình không có thấy đường. Thì lâu nay đó thì mình có biết là mình có thể dùng kính, dùng soft contact lens hay mình làm LASIK. Mà hiện tại bây giờ đó thì nó có phương pháp mới là mình có thể niềng con mắt. Cái ưu điểm của cái niềng mắt á là nó có thể kèm cái độ của mình luôn. Là giống như khi mà mình bắt đầu làm một cái niềng mắt, nếu mà mình bắt đầu giống như là một độ đi, tương lai đó khi nó niềng mắt mình rồi đó thì nó cũng gán giữ cái một độ của mình thôi. Qua 5 năm, 10 năm, nếu mình buông cái độ niềng đi đó thì cái vị trí của mình cũng khoảng chừng một độ hay một độ 25, một độ rưỡi. Nhưng mà nó không có lên tới khoảng chừng giống như là 5 độ, 7 độ, 10 độ nếu mình cứ để con mắt mình nó tự nhiên. Khi mà dùng cái chữ niềng đó thì cái niềng mắt là coi như là một phương pháp mới đây. Ngày xưa khi mà nói niềng á là người ta nghĩ tới niềng răng. Thì cái niềng răng là những cái răng mà bị lòi sỉ, những cái răng bị hô, nó lệch lạc, nó không có thẳng hàng á, thì người ta niềng lại cho nó thẳng, cho nó đẹp. Thì như vậy cái chữ niềng mắt ở đây có phải là, xin các bác sĩ giải thích rõ cái chữ niềng ở đây có nghĩa là phải cột con mắt lại không hay là như thế nào? Thì cái đó chắc để Hải trả lời cho quý vị khán giả. Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn TV và chào chú Dũng cũng như hai vị bác sĩ. Thứ nhất là niềng mắt là một cái từ mà các bác sĩ dịch theo cái nghĩa của Mỹ ra thôi. Thành ra nhiều khi nó hơi complicated. Thực sự cái kỹ thuật AutoCare đó là mình mang một cái kính cứng, thay vì bây giờ mình mang ban ngày thì mình có thể mang ban đêm. Và cái cấu trúc của kính cứng nó khác với cái cấu trúc ban ngày, là nó có cái vùng khuyết ở giữa khoảng 6mm ở vùng từ trung tâm đếm ra. Thì cái vùng khuyết đó nó tạo một cái lực thủy lực để mà nó chỉnh hình lại cho giác mạc, để cho đưa cái giác mạc về cái vị trí không cận ban đầu.
Và đồng thời đó, nó cũng là một cái thủy lực, thay vì là mình phải LASIK á, là cái phương pháp mà mình bào mỏng đi cái phần trung tâm của giác mạc để mà mình có thể thấy rõ hơn và ánh sáng nó có thể hội tụ vào cái vùng võng mạc của mắt. Thì bây giờ mình không bào mỏng đi mà mình dùng một cái kính để mà mình chuyển những cái tế bào ở vùng trung tâm ra cái vùng bên ngoài. Thì cái cấu trúc của kính cũng là một cái cấu trúc đặc biệt hơn kính ban ngày. Nó là cái vùng khuyết ở giữa và nó tạo một cái thủy lực, nó kéo những cái tế bào từ vùng trung tâm ra vùng rìa. Và chính cái vùng khuyết này đó, nó cũng tạo cho một cái lượng nước mắt tốt ở trong mắt của bệnh nhân suốt đêm. Như vậy thì bệnh nhân không có bị khô mắt so với lại những cái trường hợp mà đeo kính ban ngày. Thưa theo như sự giải thích của bác sĩ Hải đó, thì nó có phải là cái vấn đề mà nó tập trung ở chính giữa võng mạc, thì có phải cái đó nó gọi là tròng Ortho-K không? Dạ đúng, đó là cái tròng kính Ortho-K, dạ đúng ạ. Dạ. Nó nôm na nó giống như cái tròng kính đeo ban ngày và kính cứng, nhưng cái cấu trúc của nó gồm có cấu trúc điều chỉnh ở vùng trung tâm và nó có cái cấu trúc khuyết ở cái vùng cận trung tâm và chính cái cấu trúc khuyết này đó, nó mới dùng cái thủy lực để mà nó đưa cái tế bào ra cái vùng rìa. Dạ. Thưa bác sĩ, giải thích thêm về cái phương pháp Ortho-K nó như thế nào và nó đã xuất hiện bao lâu rồi? Dạ, thưa với quý vị là cái kỹ thuật Ortho-K này nó đã có từ năm 1960, nhưng lúc đó nó chỉ là một cái, nó chưa có những cái cấu trúc đặc biệt như vậy, cho nên nó chỉ điều trị trên cái sự may mắn mà thôi. Mãi đến năm 2002 đó thì FDA đã approve cho kính Ortho-K Phago IC CRT. Sau đó với cái sự tiến triển của kỹ thuật đó và cái kính thấm khí đó thì mình mới điều trị được đến -10. Còn trước đó thì họ chỉ điều trị trên cái sự lucky thôi. Thành ra bây giờ thì mình điều trị tốt hơn và chính xác hơn. Thưa cái phương pháp này á, thì mình biết chắc chắn là nó hiện nó đang được thông dụng coi như là gần như là các quốc gia tân tiến trên thế giới. Còn những cái quốc gia mà nghèo đói hay là những quốc gia mà tương đối, ví dụ như Việt Nam mình, thì phương pháp này đã đi tới đó chưa bác sĩ? Xin cảm ơn với anh Dũng. Và Hải chính là người đã train hàng trăm các bác sĩ ophthalmologist tại Việt Nam để làm cái phương pháp Ortho-K này tại Việt Nam rồi. Và thứ hai nữa là công ty tiện thì Vision Center cũng có cái chương trình Exchange Patient, nếu patient từ ở Việt Nam muốn qua bên Mỹ để điều trị thì công ty sẽ hỗ trợ cái tiền vé và mua cái tiền vé cho các bệnh nhân qua bên đây. Hoặc ngược lại, các bệnh nhân ở bên Mỹ muốn về Việt Nam để vừa đi du lịch vừa để điều trị thì Ortho-K Center họ vẫn mua vé cho quý vị để mà về điều trị. Thưa như bác sĩ nói thì cái phương pháp mà Ortho-K thì đã được công ty dược phẩm và thực phẩm của FDA chấp nhận. Dạ đúng ạ, từ năm 2002 lần ạ. Dạ. Thưa, như vậy thì cái sự khác biệt giữa Ortho-K và kính áp tròng nó như thế nào? Dạ thì như Hải có thưa với lại quý vị khán giả đó, kính áp tròng nó có nhiều loại. Cái kính áp tròng mềm đó thì thứ nhất là cái vật liệu của nó là hydrophilic, nó hút vào một cái lượng nước rất là lớn, nó sẽ làm cho và nó lớn hơn cái giác mạc của mình, cho nên nó dễ tạo ra khô mắt. Và khi mà mình đeo ban ngày đó thì nó trượt lên trượt xuống đó, nó dễ làm trầy xước giác mạc. Còn khi mà mình đeo cái kính Ortho-K vào buổi tối đó thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng cái kính này là cái kính nhỏ hơn và là một cái kính cứng. Và cái điều đặc biệt của kính đó là nó có cái vùng khuyết ở khoảng 6mm radius của cái kính, thì như vậy đó nó chứa được một cái lượng nước tốt ở trong mắt của bệnh nhân. Và thứ hai nữa là mình đeo ban đêm thì cái môi trường nó sạch sẽ, là không có bụi bặm, và mình không có chớp mắt, thành ra nó không có tạo cái sự trượt lên trượt xuống trên mắt của bệnh nhân. Quý khán thính giả đang theo dõi phần hội thoại giữa đài SGN cùng với ba vị bác sĩ chuyên khoa về mắt, nhất là cái phương pháp Ortho-K hiện đang được rất là thông dụng tại nước Mỹ cũng như các nước trên thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại. Xin cảm ơn.